hành trình đưa pháp luật vào cuộc sống ngày càng sâu rộng, đa chiều, hướng mạnh về cơ sở, vùng đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo. Cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng hoàn thiện, kiến tạo xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, uy tín, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê. Chết cho quên.